Vì thực sự là đi cũng với bạn mà bạn làm rồi là mình không ưng, thế là à rồi hiểu hội tống rồi, bạn bè thôi. Mất lòng tin liền chỗ đó là về luôn hả? Run. Dạ em chào chị. Chị ơi, mình mới làm chân mày bên em xong phải không? Đúng rồi. Chị thấy sao chị? Hài lòng? Chị rất ưng ý. Ưng ý đúng không chị? Em thấy là dáng chân mày mình rất là tự nhiên nha. Khoảng từ 3 đến 5 ngày sau là nó đẹp hơn nữa ha. Cho em hỏi chút nha, là nghề nghiệp của mình là gì vậy chị? Chị buôn bán tự do thôi. Rồi trước đây có bao giờ mình đi làm đẹp chưa? Có từng rồi đó, có từng đi rồi nhưng mà cũng không có tự tin rồi đi về đó. Ủa sao vậy? Sao lúc đó sao không tự tin? Vì thực sự là đi cùng với bạn mà bạn làm rồi là mình không ưng, thế là rồi, hội tống rồi. Bạn về thôi. Mất lòng tin liền chỗ đó là về đúng không? Thôi kệ, nhanh chân thì tốt cho mình thôi. Bây giờ thì khi mà làm xong chân mày rồi chị cảm thấy hài lòng đúng không? Đúng rồi em. Dạ, rồi lúc làm có đau khó chịu gì không chị? Không, chỉ hơi rát chút xíu thôi. Dạ. Nói chung là tại vì da của mình cũng nhạy cảm á, cho nên là kim chạm vào thì thấy hơi lạ lạ chút thôi, chứ không sao thì em. Dạ. Rồi nhà mình cách bên cơ sở bên em xa không? Chị gần, chị ở ngay 50 thôi. Dạ, sao mà biết đến bên em vậy chị? Chị biết qua bên Facebook á. Facebook đúng không? Rồi đến bên em rồi mình làm xong chân mày rồi thì cái dáng chân mày này có giống như cái dáng chân mày mình chọn ban đầu không? Đúng rồi. Dạ, giống như hình Facebook rồi đúng không? Đúng rồi. Về mà có ai khen nhớ chắc người đó tới đây làm đẹp nha chị. Đúng rồi. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị sẽ càng ngày xinh đẹp hơn nha. Cảm ơn em.